Thưa quý vị, công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị về cơ sở vật chất cho Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Thành ủy Vũng Tàu kiểm tra tại các điểm đền thờ liệt sĩ, một số tuyến đường phường 12, khu vực bãi trước bãi sau, hội trường Thành ủy. Báo cáo với Thành ủy Vũng Tàu, các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, việc tuyên truyền đã và đang được đẩy mạnh, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trên những tuyến đường chính và dẫn vào thành phố Vũng Tàu, các khẩu hiệu, cờ, pano tuyên truyền được bố trí hợp lý. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được các địa phương triển khai tốt, góp phần tạo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, cùng không khí nô nức đón chào đại hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Việc cái thành phố chúng ta tổ chức trang trí, tổ chức truyền thông tất cả những thông điệp của đại hội đến với người dân thông qua tất cả những cái băng rôn biểu ngữ, thông qua cờ hoa, làm cho thành phố sáng hơn, làm cho thành phố rực rỡ hơn, và điều đó cũng thể hiện sự tự hào của thành phố trong 5 năm qua thực hiện nghị quyết đại hội 6 của đảng bộ thành phố, và qua đó truyền một thông điệp đến với người dân rằng cái đại hội đảng bộ là một cái dịp để cho đảng bộ rút kinh nghiệm lại và coi như phát triển một cái cách vững bền hơn trong tương lai. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vũng Tàu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17 tháng 7.